Video ngày hôm nay rất là quan trọng nha mọi người ơi, mọi người hãy theo dõi thật là kỹ nha. Thì bây giờ các bạn có thể thấy nè, là ông nước ngoài ổng mua ròng liên tục trong suốt giai đoạn vừa qua, cụ thể là ngày 1 tháng 11 đến thời điểm ngày hôm nay, ngay khung giờ mà Thái Ngô đang làm á, là ông này ổng mua ròng liên tục nha. Trong 10 phiên đổ lại đây là ổng mua ròng khoảng là 8 phiên các bạn. Và nếu như chúng ta ngồi cộng lại những con số này thì đối với lại các bạn có thể thống kê là trong nguyên tuần vừa qua là ông này ổng mua ròng gần như là hơn 4.000 tỷ các bạn ạ. Và ngày hôm nay các bạn có thể thấy nè, ngày hôm nay là nước ngoài mua ròng khoảng 1.694,7 tỷ, cho nên 1.670 tỷ nha. 1.700 tỷ các bạn nha. 1.700 tỷ là một con số cực kỳ lớn, là một con số cực kỳ lớn các bạn ạ. Tiếp tục ông nước ngoài chơi lớn, đúng không mọi người, mua ròng cực kỳ mạnh. Mua ròng ngày hôm nay là mua ròng tập trung ở cổ phiếu là STB nè các bạn. Rồi Hòa Phát nè, mua ròng SSA, KBC, VND. Các bạn có thể thấy một cái điều gì không ạ? Khi mà một anh Tây anh nhảy ra anh mua ròng á, là hầu như cổ phiếu được giữ giá nè. Ví dụ như là STB nè, xanh, đúng mọi người. Hòa Phát ngày hôm nay cũng gần như là giữ được cái sắc ổn của thị trường ha, cũng không có gì cả. SSA ngày hôm nay cũng vậy nè mọi người, tăng 1.06%. Đặc biệt là VND các bạn, một cái pha lật kèo, đúng không các bạn? Từ giảm sàn nè, giảm sàn ngày hôm nay là 9,12 ngàn, đúng mọi người ạ, 9,12 ngàn đồng đó, tức là gần như là 9,1 ngàn một cổ phiếu mệnh giá như vậy ha. Rồi ngày hôm nay là kéo pha phát là quay trở lại mệnh, đóng cửa trên mệnh giá luôn, tức là 10.350 đồng trên một cổ phiếu à. Và các bạn có thể thấy rất là rõ, rất là nhiều cổ phiếu được Tây mua ròng. Và sự thật hiện tại á, Tây rất là mạnh. Tây mạnh theo cái kiểu là như thế này các bạn ạ. Trong vòng khoảng 7, 8 hoặc là 10.000 tỷ đổ lại ha. Và với một cái lực lượng mà cân đối như thế này thì ông Tây gần như ông chiếm tỷ trọng là 15-20% của cả một ngày giao dịch, đúng mọi người ạ. Cả một phiên giao dịch thì chứng tỏ ông này là bá, thật sự là rất là bá đạo ha mọi người ha. Và các bạn có thể nhìn nè, nếu như chúng ta nhìn nhận, ông này ông mua ròng từ lúc 9 giờ sáng mở mắt ra, 9 giờ 15 phút mở mắt ra, tăng nè các bạn. Và sau phiên chiều cũng nghỉ được một tí là bắt đầu là vô phiên chiều là đề ba, cái là đánh rất là mạnh luôn. Gần như là những cái gì mà cổ phiếu nhỏ lẻ bán ra, ông này đều bập hết. Hoặc là tất cả những cái gì mà, đây chính là cái đối trọng thật sự của hiện tại của thị trường. Và đây chính là một cái điều mà thật sự khá là tích cực đối với lúc này nha. Tại vì hiện tại các bạn đặt trên tất cả một cái bàn cân các bạn ạ, thì rõ ràng cái dòng tiền của nước ngoài hiện tại là một trong những cái thứ gì đó mà có thể bám víu mọi người giữ lại, đúng không mọi người ha. Ok. Rồi, xin chào tất cả mọi người đang đến với lại kênh YouTube Chứng khoán của Thái Ngô nha. Xin chào các bạn ở bên Nhật Bản, ở Hàn Quốc, ở Đài Loan và tất cả mọi người khắp cả ba miền. Ok. Vì đây chính là những cái nỗ lực, những cái tâm huyết bởi những cái video này mình làm ra rất là chất lượng nha. Mọi người hãy cùng nhau là bấm một nút đăng ký nè, rồi sau đó bấm qua chuông bên cạnh để khi Thái Ngô làm video ra, mọi người sẽ nhận được cái tin và mọi người sẽ xem được đầu tiên nha. Ok, không mất thời gian, chúng ta sẽ quay trở lại thị trường nha. Thì ngày hôm nay thì khi Thái Ngô mở ra thì lọc ra bộ lọc á, thì ông này rất là ảo ma các bạn ạ. Tự nhiên phút cuối cùng là ông này là TCM, đúng không ạ? TCM là cổ phiếu ngành dệt may nha. Chỉ có riêng ông này là vượt qua cái điều kiện mà mình đang đặt lọc ra, đó là gì ạ? Trên 200.000 cổ phiếu. Thứ hai là phải đường phải là vượt qua cái đường MA, SMA 20 ha. Thì ông này đánh rất là ảo, đúng không các bạn? Từ 41.900 đồng mà kéo về phát là 45.555 đồng ha. Thì đây chính là một trong những cái mà mình cũng không quan tâm lắm, bởi vì nó là một trong những cái không cần phải đề cập các bạn ạ. Còn bây giờ ha, ngày hôm nay thì rõ ràng này các bạn, số mã tăng điểm ngày hôm nay là bao nhiêu? Thật sự mà nói á, số mã tăng điểm ngày hôm nay là 86. Rồi trong VN Index là 370 mã giảm, trong đó có 131 mã sàn các bạn. 131 mã sàn nha. Rồi để mình xem lại nè, VN Index là 131 mã sàn. Trong đó đó là VN30 á, là tiếp tục là có 3. Tiếp tục là câu chuyện là ông này chiếm tỷ trọng mã giảm nhiều hơn, tại vì có 20 mã giảm mà các bạn, trong khi là mã xanh khoảng 10. Thì tuy nhiên đấy cũng là một trong những cái tín hiệu tích cực của ngày hôm nay. Mà ngày hôm nay thì rõ ràng Tây mua lớn như vậy mà không tích cực, không dòng VN30 mà không ổn thì cũng khó đó các bạn ạ. Cho nên là nó phải xanh thôi, đó là điều hiển nhiên các bạn ạ. Cả VNX ngày hôm nay đóng cửa là 941 điểm và giảm 13,5, tương ứng là 1.41% các bạn ạ. Rồi nếu chúng ta cộng lại nha, ví dụ như câu chuyện là VNDAX là khoảng 131 mã sàn nè, cộng cho ông này là 72, cộng cho 43. Thật sự những ngày gần đây toàn là đi cộng cái này không, mà mình không bao giờ muốn thực hiện một cái phép cộng vậy các bạn. 246 mã sàn, tiếp tục là câu chuyện nằm sàn. Tại đây chính là một trong những cái ngại
cái đáng lo nhất hiện tại ha. Và tiếp tục là bất động sản nè, để mà các bạn biết được khối lượng mà nó chất sàn ở đâu nhiều nhất á, các bạn nhìn trên màn hình nha. Novaland là ngày hôm nay là đem ra tán sàn là tiếp tục 62 triệu cổ phiếu, Phát Đạt Group vẫn là 60 triệu cổ phiếu, quá dữ ha. Đích ngày hôm nay là 10 triệu cổ phiếu nằm sàn. Chừng nào mà những ông này nè còn gì ạ? Ngày hôm nay thì đích được giải thoát khoảng 20 triệu cổ, 20,5 triệu cổ ha. Tuy nhiên thì vẫn không thể nào thoát được cái bài toán là nằm sàn. Tuy nhiên nó vẫn có tính thanh khoản các bạn ạ. Ở Đất Xanh tiếp tục ngày hôm nay nằm sàn các bạn. SCR ha, rất là nhiều cổ phiếu nè. Rất là nhiều cổ phiếu bị đạp sàn mọi người, kinh hoàng thật sự. Đó là câu chuyện của cổ phiếu dòng bất động sản. Và trong các bạn thấy nè, trong cái nhóm này thì các bạn lưu ý tác động viên đất ngày hôm nay á, là có Sabeco, có Masan kéo điểm nha các bạn nha. Có Masan, có Vic, có CTG. Để mình xem. Ngày hôm nay là Sabeco nè. Sabeco có vốn vào mạnh các bạn ạ. Có vốn vào mạnh và kéo. Thì hy vọng là ông này hy vọng là kéo trụ đúng không mọi người. Nhưng mà làm sao á, kéo giữ điểm số. Nhưng mà những cái gì cái sự cân bằng khác nó phải diễn ra, có nghĩa là sao mọi người ạ? Là giống như hồi sáng hôm nay trên group VIP của Thái Ngô có nói nè. Đầu tiên á, tiếp tục là chúng là theo quan điểm của Thái Ngô trong suốt một tuần vừa qua, tức là trong 5 phiên liên tiếp là chúng ta đã đứng ngoài rồi. Đây là cái điều mà mình thống nhất liên tục với mọi người. Chỉ có ngoại lệ duy nhất là mình có nói là nếu chúng ta nhìn nhận vào câu chuyện của dòng thép á, mặc dù nha là không có đầu tư ông này, nhưng mà thật sự nếu mà nhìn về cái bản chất ông này đã tạo thành một cái quy tắc ước lượng giá mà theo Thái Ngô thống kê thông thường á, là ông thép và ông Hòa Phát, mà mình lấy ông Hòa Phát luôn tầm khoảng là 12.000 đồng, còn Nam Kim là từ 8.500 đến 9.000, là quanh khu vực này nó sẽ là một cái quy tắc ước lượng giá. Ông này đang có một cái màu, và y như rằng ngày hôm nay các bạn ạ, mà các bạn có để ý rất là kỹ không ạ, Hòa Phát ngày hôm nay theo góc nhìn của Thái Ngô hiện tại ông này đã có được một cái phiên cân bằng tiếp tục ha. Ở đây các bạn ạ, liên tục bị bán và liên tục được mua, có nghĩa là ít nhất chỗ này nè nó sẽ tạo thành một cái vùng đệm của giá. Làm gì làm không biết, nhưng mà các bạn phải cố gắng, hãy chờ cho những cổ phiếu mà nó đi trong một trạng thái như vậy, ví dụ như khoảng đi được 2-3 phiên nữa, cái bắt đầu là các bạn có thể chấp nhận giải ngân ông này cũng được. Ví dụ tại vì cái vùng giá 12 này nó đã tạo thành một bộ đệm nha. Và đây sẽ là video mà Thái Ngô sẽ đi tìm ra những cổ phiếu này cho các bạn. Các bạn hãy nhớ nha, theo dõi thật kỹ nha. Và ai chưa đăng ký là phải nhớ bật cái nút đăng ký nè, bấm qua chuông bên cạnh, bởi vì đây chính là những cái nỗ lực tâm huyết mà các bạn cần xứng đáng nha. Các bạn sẽ nhận được video này. Rồi, bây giờ tiếp theo nè mọi người. Riêng cổ phiếu này là cảm thấy ổn nha. Rồi, để mình xem Masan ngày hôm nay là đóng trần hả? Masan là kéo, nhưng mà sau đó là bắt đầu trả lại đúng không các bạn? Cho nên nó còn cái áp lực rất là lớn, vì ông này là đang nằm dưới mây và đang tiệm cận lại vùng giá khoảng 93, tức là cái vùng giá này là chạm ngay kháng cự. Về mua mới thật sự là chúng ta không thể nào mua mới những cổ phiếu như thế này được các bạn ạ. Ok, nó đang làm nhiệm vụ là giữ chỉ số thị trường. Rồi Vinamilk hiện tại cũng vậy các bạn. Thật sự Vinamilk là lên trên này là sao? Bộ nén xác suất đảo chiều nè, nên tự vệ, nếu thủng thì bán nè, chặn giá là 79.6, mình có nói với mọi người rồi. Ok. Rồi tiếp theo mọi người. Tiếp theo là câu chuyện của anh Vic. Đây, ví dụ như nè, về câu chuyện VNX thì Thái Ngô có nói với mọi người là phải có một cái phiên hồi phục, tức là sau đó cái quy trình kiểm đếm chúng ta sẽ đếm lại từ đầu. Và hành động cân bằng giá có nghĩa là gì? Cái này là cái mà mình chia sẻ với mọi người trong group VIP của Thái Ngô nha. Là một vùng giá không phải là 1 đến 2 nén giá nè. Đó. Và hiện tại ngày hôm nay ông này cũng đang cố gắng là bám giữ cái đường trend này. Thật sự ngày hôm nay mà nói VNX là đóng cửa như vậy, là đóng cửa mức điểm là bao nhiêu mọi người? 941 ha. Ông này vẫn đang cố gắng thủ cái vùng giá khoảng 940 đến 930 cộng trừ. Thấp nhất ngày hôm nay tạo thành một cái nến rút chân khá là đặc biệt, khá là đẹp. Tuy nhiên cái điều đẹp này nó cần phải có một cái sự cân bằng giá trong lòng thị trường luôn, tức là những cổ phiếu nó không phải được thủng đáy, không còn nằm sàn nữa thì mình mới thật sự tính đây sẽ là một cái phiên hồi phục. Nhưng mà bản chất đây nó vẫn đâu đó, thật sự mình vẫn chưa xếp các bạn, đây chỉ là một phiên là dừng đà rơi các bạn nha. Bởi vì bản chất là ông này vẫn giảm 1.41% các bạn ạ. Giảm 1.41% nha. Còn các bạn nhìn nè, thị trường thế giới hiện tại, cái cánh châu Âu mở cửa ra nha, là vẫn đang khá là xanh nè. Đức, rồi Anh, rồi Pháp nè các bạn. US 30. Ở cái phiên cuối tuần là Nasdaq tăng 1.88%. Rồi ngày hôm nay là khu vực châu Á thì tiếp tục là Hang Seng Thượng Hải tăng nè các bạn. Các bạn nhìn rõ nè.
Ví dụ như Dow Jones nè, người ta đã tạo đáy hồi nào rồi các bạn, một hai đáy thành công, người ta tăng một lèo luôn nè, chỉ có Việt Nam mình là chưa. Ngay cả như Hang Seng nè, Hồng Kông nè, giảm rất là mạnh nè các bạn. Đó, giảm rất là mạnh nhưng mà khi tạo đáy thành công xong mà có phiên bùng nổ theo đà các bạn, nó đánh rất là chuẩn chỉnh nè, test trở lại hỗ trợ và sau đó bật tăng tiếp tục ha. Đó là câu chuyện của cổ phiếu, câu chuyện của thị trường chứng khoán châu Á, thị trường chứng khoán Mỹ. Rồi các bạn có thể nhìn rất rõ là cái chỉ số mà đô la index các bạn, DXY nè, thì mình có nói với bạn rồi, đây chính là một trong những cái nhân tố khá là tích cực cho thị trường hiện tại. Bởi vì sao ạ? Bởi vì bạn có thể thấy này, chỉ số đồng đô la suy yếu, và đây chính là cái nhận định của Thái Ngô nè. VNX hiện tại xin đừng đón đáy của mọi người nè, sẽ rất là đau khổ vì mình trải qua cảm giác này rồi. Các bạn đầu tư mà đón đáy liên tục rất là nguy hiểm mà. Bình tĩnh, ngồi đưa ra kịch bản. Còn cái việc mua mới các bạn phải thật sự là xem xét, là đặt lên cái bàn cân rất là nhiều. Tại sao mình mua, tại sao mình không mua, và lý do tại sao mình enter, mình phải biết để sau này mình biết là tôi mua như vậy là mua không phải là hên xui các bạn nha. Các bạn khi đầu tư cố gắng lên để trang bị cho mình cái kiến thức, chứ không phải là đánh vô tội vạ như vậy, rất là nguy hiểm và nó sẽ là cái hậu quả rất là lớn để chúng ta gánh đó các bạn ạ. Đây chính là những cái tâm huyết mà mình gào thét cho mọi người đó. VNX hiện tại sẽ có thể cân bằng, cũng có thể là cân bằng vùng 950 hoặc là thủng tiếp về vùng giá 910, 900 vân vân, hoặc thậm chí một hai phiên sắp tới nó có thể tạo sự cân bằng và phục hồi đảo chiều, đúng các bạn ạ. Cho nên á, mà Thái nói với mọi người, Thái chỉ thấy là muốn tồn tại trong thị trường này là nên làm những việc sau. Chỗ này thấy ghi nhầm nha. Thứ nhất á, là phải chờ đợi vùng cân bằng cho mình. Phải chờ đợi sự cân bằng. Thứ hai là quan sát mẫu hình đảo chiều. Đó, tập trung vào những đồ thị nè, tập trung vào mẫu hình giá, quy luật cung cầu nè các bạn. Đừng tập trung vào ý niệm bắt đáy nè, đừng cản đầu xe tải nè, chú ý dòng tiền nước ngoài nè. Đó. Và mua khi nào mình có chia ra rất là rõ đối với mọi người trong group VIP, mình chia sẻ rất là nhỏ nè. Rồi cái điều thứ tư nè, cái tôi phải rất là nhỏ lại. Mình phải hạ mình xuống học ngày thị trường. Dù ai, có là ai, bất cứ ai trong thị trường này cũng vậy các bạn ạ. Thật sự luôn. Và chúng ta sẽ kỷ luật để mình đi lại cho nó an toàn ha. Không bán tháo hoảng loạn. Nói chung là khi các bạn nắm như vậy rồi, trừ khi mà mọi người xử lý margin. Tại vì đối với những ai mà mua bán mà liên tục như vậy, hoặc là các bạn không có tạo cho mình một cái tâm thế, ví dụ mình chia ra rất rõ này, hành động nhà đầu tư nè, đối với người cầm tiền nhiều là như thế nào nè, đối với người cầm tiền nhiều mà đã mua rồi nè, rồi đối với người cầm tài khoản ABC nè, đối với người cầm người mà, đối với người là muốn mua thăm dò là sao sao, mình chia ra rất là nhiều cho mọi người. Còn về những cái điều mà thấy tích cực trong giai đoạn vừa qua là, thứ nhất là chứng khoán Mỹ và châu Á đã sao mọi người ạ? Nó đã là, đó là tạo đáy được các bạn ạ, đã có bùng nổ theo đà luôn rồi, nó tăng rất là mạnh rồi ha. Cho đây chính là một trong những yếu tố tích cực đối với thị trường ha. Yếu tố thứ hai á, là chỉ số đồng đô la index vừa yếu, đã yếu rồi. Và điều này Thái Ngô có nhắc với mọi người liên tục trong giai đoạn vừa qua các bạn thấy mà. Và rõ ràng ông này thủng nữa. Và để mà các bạn cảm nhận được, các bạn có thể là tìm là USD các bạn. Rồi GBP. Đây cái đồng đô la Mỹ tỷ giá hối đoái đây các bạn. Đây là rõ ràng là các bạn thấy là hiện tại á, là nó đang giảm nè, đúng mọi người, nó đang giảm, chứng tỏ là đồng Nhật nó đang tăng giá trở lại. Thì tại vì sao Thái lấy cái đồng này để Thái mô tả cho mọi người thấy được cái sức mạnh của đồng đô la? Bởi vì liên tục, bởi vì trong cái kênh YouTube của Thái Ngô cũng có rất là nhiều anh em bạn bè bên Nhật Bản có coi, thì mình sẽ lấy cái ví dụ này, nó sẽ rất là trực quan cho mọi người luôn. Đó, thì rõ ràng là hiện tại ông này đang giảm, thì đây chính là một trong những cái yếu tố tác động tích cực ha. Rồi nước ngoài mua ròng mạnh, thì rõ ràng ngày hôm nay tiếp tục là ông khối ngoại vẫn mua ròng thêm 1.000, gần như 1.700 tỷ ha. Rồi tư duy về cảm tính là hiện tại á, cái việc đạp giá nhanh, chiết khấu mạnh như thế này ha, quá sâu rồi. Cho nên là có những cổ phiếu mà nó giảm 50, 70, 80, 90% thì thật sự có những người á, người ta sẽ bắt đầu là, nó thật sự ha, người ta cầm tiền, người ta có nhắm mắt, người ta mua lúc này luôn, người ta để từ từ rải ngân các bạn ạ. Nhưng mà mua theo cách nào, mua ra sao thì thật sự phải có phương pháp các bạn nha. Rồi thì đây chính là những cái mà Thái Ngô có chia sẻ với mọi người hàng ngày, đặc biệt là trong group VIP. Vì vậy mà ok, chúng ta sẽ xem xét nè. Như vậy là đối với câu chuyện hiện tại á, chúng ta ngày hôm nay có một phiên, nếu nhìn nhận về hình thái giá, hành động giá và nến á, thì rõ ràng ngày hôm nay là phiên có vol. Tại sao các bạn ạ? Tại vì ngày hôm nay là hơn 666 triệu cổ phiếu khớp lệnh ngày hôm nay nha, trên sàn HOSE, và đây là một cái nến rút chân khá là mỹ miều. Và tiếp tục là giá trị khớp lệnh ngày hôm nay là 9 triệu, xin lỗi mọi người, 9.440 mấy tỷ á, gần như là 9.500 tỷ. Thì thật sự mà nói á,
cái lúc này nó vẫn chưa phải là một cái phiên cân bằng, nó phải còn đi khoảng 1-2 cây nữa các bạn ạ. Nó tạo thành một cái vùng nến, lúc đó bắt đầu thị trường nó sẽ xuất hiện như những cổ phiếu nào nó đã ngừng rơi, nó tạo thành một vùng giá ok, và thậm chí sẽ có những cổ phiếu chỉ cần VN-Index mà nó đi ngang một cái thôi, sẽ có những cổ phiếu là nó đạt cái mẫu hình các bạn, nó sẽ bật tăng trở lại. Và đó là những cổ phiếu nào, các bạn hãy cùng nhau là bấm một nút đăng ký nha. Rồi mình nhớ nè, tại vì nó quá hay đi các bạn ạ, cho nên đây chính là những cái mà các bạn hãy nên bật nút đăng ký và chia sẻ video này đối với những người thân, bạn bè, những ai mà mới vào thị trường khoảng 1-2 năm mà chưa trải qua những lần này nha, để các bạn có kiến thức. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi phân tích và chỉ ra cho các bạn từng nhóm cổ phiếu một ở đâu, tại sao nó là cân bằng ha. Rồi mình ví dụ nè, nhóm banh đi ha, làm gì cho nó nhanh. Ngân hàng hiện tại nè các bạn, ok, ít nhất là ông này hiện tại là đang có một cái vùng giá đi ngang, đang có một vùng giá đi ngang nha các bạn nha. Và vẫn còn đang nằm trên. Các bạn muốn giao dịch đối với cổ phiếu này á, thật sự á, các bạn hãy nên, rõ ràng ông này là cổ phiếu mạnh, không phải là mạnh. Mạnh có nghĩa là gì nè? Hiện tại ông này là ổn là bởi vì ông này là chưa thủng cái vùng này nè. Mình lấy ví dụ ở đây đi ha. Chưa thủng đáy này, ngày hôm nay nó test lại quanh vùng giá khoảng 14.75, 14.7 các bạn ạ, là nó bật tăng ha. Còn về việc mua mới thì mình nghĩ là ông này ổng sẽ tạo thành những cái hành động nén giá đó các bạn, vì ông này sẽ gặp một kháng cự trên vùng giá 16 ha. Thì đối với những ai mà muốn giao dịch những cổ phiếu này á, các bạn phải xem xét yếu tố thị trường chung á. Mà nó có những phiên mà bật qua cái kháng cự này nè, rồi sau đó nó hình thành trên đây một cái nền giá thì các bạn có thể mua. Tại vì á, đây sẽ là một cái kiểu nén, một cái cú nén giá các bạn nha. Và nó sẽ cố gắng là red qua. Xin lỗi mọi người. Đây. Bởi vì chỗ này nó cũng rất là nhạy cảm các bạn. Một á, là nó sẽ tạo thành trạng thái đảo chiều luôn. Hai á, là nó sẽ bị gãy cái này và nó sẽ tiếp tục đi dò đáy nha. Cho nên là chỗ này các bạn phải lưu ý, phải chờ đợi, đừng vội vàng ha. Bởi vì không có thời gian cho nên là Thái Ngôi sẽ chia sẻ về những kiến thức, những kinh nghiệm để cho mọi người nắm thôi ha. Còn thật sự á, đối với những ai mà nằm trong group VIP của Thái Ngôi như vậy nè ha, ok, các bạn nào mà thật sự á, tại vì mình nhận được rất là nhiều tin nhắn nhưng mà mình không có thời gian để mình hỗ trợ giúp đỡ cho mọi người, mình chỉ là ưu tiên là hỗ trợ cho những anh chị. Cái này thật sự các bạn phải thương mình và thông cảm nha. Cho nên á, ai mà thật sự là muốn vào trong group của Thái Ngô á, thật sự là hãy nhắn tin cho Thái để Thái biết là mọi người có nhu cầu cái gì cái đã ha. Và Thái Ngô mà đọc được tin nhắn và cảm nhận như phù hợp á, Thái Ngô sẽ trả lời và sẽ gọi điện cho mọi người. Và mình có nói lại một lần nữa là Thái Ngô chỉ thu phí hỗ trợ là 500.000 trên một tháng thôi, và mình sẽ hỗ trợ mọi người trong phiên làm việc, nói chung là hướng dẫn và chia sẻ giúp đỡ cho mọi người. Còn nhưng mà quan trọng nhất là Thái Ngô phải xem thử mọi người cần cái gì và mọi người thấy mình phù hợp, mình phù hợp với mọi người không đó nha, chứ không phải là vì đồng tiền, mình nói trước ha. Rồi VPBank thì hiện tại Thái Ngô đang thấy như thế này nè, ông này thật sự đang bị thủng dưới này, dưới cái đường trendline rồi, ông này phải cần một khoảng thời gian nha. Chưa nha, điều tích cực là ông này chưa có thủng cái đấy. Quan sát tiếp tục, mình đang nói trên phương diện của người muốn mua nha các bạn. SHB thật sự là phải quan sát, ông này xấu rồi nha, đang bị thủng trendline rồi, bỏ qua. MPB là ngày hôm nay là xấu nè, đang thủng đấy nè, cần một khoảng thời gian chờ đợi. STG ngày hôm nay là ổn, là giữ được, vẫn được cái phong độ này. Muốn mua cổ phiếu này thật sự á, hãy chờ cho nó thật sự là muốn thể hiện được điều gì ở đây. Còn bản chất trước mắt, đối với ai cầm thì nhớ, khi mà trường hợp ông này quay qua thủng á, thủng cái gì ạ? Thủng cái đường trendline này, tức là các bạn phải bán nè. Ở đây mình nói luôn, bây giờ ha, thủng vùng giá khoảng 22.7 các bạn bán. Còn muốn mua mới phải chờ, phải chờ tiếp tục, đừng có vội. Nhưng mà trước mắt đây là một trong những cổ phiếu mạnh của dòng banh nha. Bởi vì sao ạ? Ông này tạo thành một cái đường trendline vẫn khá là ổn định nha. Nhưng Thái Ngô đang thấy nè, rất là nguy nếu trường hợp cái mẫu hình đây nè là một cái mẫu hình lá cờ các bạn ạ. Đúng không ạ? Đó, nếu trường hợp mà ông này ông quay đầu ông giảm nha, là phải bán liền cho Thái, nhớ nha. Nguy hiểm đó. Còn nó bật tăng lại thì khác. Thì hy vọng nó không tạo thành một cái mẫu hình là cột cờ như thế này, rất là nguy hiểm nha, bởi vì nó sẽ tiếp tục là ủng hộ xu hướng cũ, tức là xu hướng giảm trước đây nè các bạn. Đó, mọi người phải có kiến thức mới được. Tự nhiên nó bị nghẹt mũi, mọi người cảm rồi. Ông này thì hiện tại là đang ngày hôm nay thì tay mua rồng ông này đúng không ạ? Nhưng mà cũng chưa ha. Chỗ này nó vẫn chưa vượt qua được cái vùng này, thì rõ ràng đối với những ai mà cầm cổ phiếu nhớ nha, kháng cự là quanh vùng giá khoảng 15.2 đến là 15.8. Rồi, Tiên Phong Banh hiện tại chắc có lẽ là ông này chưa thủng đáy, tức là quanh vùng giá khoảng đáy đây, là nếu như tính đáy thấp nhất là 18.3 ha, chưa thủng thì chắc có lẽ nó sẽ hình thành quay xây cái vùng giá quanh đó.
VIP thì thật sự là thủng đáy rồi, cho nên chờ một khoảng thời gian để cân bằng giá trở lại. Những cái phiên nến rút chân liên tục như thế này thì có lẽ là ông này sẽ cố gắng tạo thành một cái trạng thái cân bằng ở đây. Ok, Vietcombank là cổ phiếu ngày hôm nay là góp phần cũng tăng điểm, nhưng mà do bản chất là ông này chạm lại vùng kháng cự là 76 ha. Đối với những ai cầm thì phải cố gắng lưu ý là về kháng cự là phải nã cái đó. Và ông này chắc có lẽ là tích cực lắm thì ông này sẽ cứ tiếp tục ta đi từ từ xây nền giá trên này ha. Còn khi trường hợp quay đầu mà thủng vùng giá khoảng 73 là phải cắt liền. Ok các bạn ha. Rồi, đấy là một trong những cổ phiếu của dòng banh. Dòng banh này có BIDV nữa các bạn ạ, để mình xem. BIDV hiện tại mình không có gọi trong này đâu. Ok, BIDV thêm một mã cổ phiếu nè. Rồi phải không? Rồi Liên Việt Postbank. Ok. Để mình xem BIDV thật sự hiện tại á, ông này ngày hôm nay là vol thấp các bạn ạ, tăng giá nhưng mà vol thấp thì có lẽ là vùng này sẽ là vùng cản này, cho nên ưu tiên là bán chứ không phải là mua ha. Đối với dòng banh thì các bạn để ý những cổ phiếu nào mà Thái Ngô nói nè. Rồi VND hiện tại ông này tạo thành một cái nến như thế này thì hy vọng là ông này sẽ tạo thành một cái vùng giá đi ngang ở vùng giá này ha. Bây giờ cái đáy trước mắt ông này 9.12, các bạn muốn mua mới các bạn đừng mua lúc này, các bạn phải chờ cho nó sau phiên này, là nó phải đi ngang vài phiên đó, 2-3 phiên. Quan trọng nhất trong thị trường này chính là cái sự chờ đợi các bạn ạ, bình tĩnh. Và bây giờ có khả năng nếu trường hợp ông này test trở lại 1/2 cây nến này mà không thủng, tức là quanh vùng giá đâu đó các bạn ạ, 9.6, 9.7 gì đó, không thủng thì bắt đầu có khả năng là ông này sẽ tạo thành một cái đáy, tức là quanh vùng giá này nè, đó các bạn mua. Rồi, SSA ngày hôm nay là có tay mua rồng mạnh ha. Ông này cũng đang cố gắng là test kéo trở lại một đống một cái phiên giá như vậy là ổn á. Còn bây giờ ha, đấy là vùng giá khoảng 13.2, mua mới hiện tại thật sự là chưa, mình nghĩ là chưa mua mới các bạn. Hãy cho nó một cái khoảng thời gian đi kèm vài phiên đó. Nhưng mà ít nhất ông này đang cố gắng là tạo thành một cái nền giá cân bằng các bạn nha. Các bạn lưu ý những cổ phiếu như thế này nè. Chưa nha, cổ phiếu này chưa nè, viết là chưa. SSS hiện tại cũng chưa nha, vì nó đang thủng đáy rồi. Nhưng mà hy vọng những cái cây nến này là nó phải tạo thành một vùng giá đi ngang nó mới ok các bạn. Bởi vì cái kỹ thuật động nến nó rất là quan trọng nha. Ông này vẫn chưa nha mọi người nha, tạo thành một cái mẫu hình là tạo thành một cái mẫu hình là gần như là nến búa ngược đúng các bạn ha. Gần như, nhưng mà cái râu nến nó chưa đâu. Ông này phải thật sự là đấy, ông này là 16.2 các bạn ạ. Chắc có lẽ là mua mới thì hiện tại mình thấy là nên chờ ha. Mình thấy là nên chờ VCA là 6 nữa các bạn, vì nó thủng đáy liên tục rồi. VCA là 6 nè. Ông này như vậy á, ông này là các bạn nên chờ nếu trường hợp mà có hồi về vùng giá khoảng 20. Nếu trường hợp mà hồi là để bán các bạn nha, vì ông này đang bị thủng rồi, hoặc cao hơn là về lại vùng giá khoảng 21.5. 6 các bạn ạ. Bị giảm mạnh quá. Ông này liên quan đến vụ trái phiếu nữa các bạn. Chứng khoán bản Việt, nhưng mà được một cái là ông này là báo cái tin là sẽ mua lại 392 tỷ đồng trái phiếu trước hạn. Đây nè các bạn, lãi trái phiếu sẽ được thanh toán cùng với lại khoản nợ gốc ha. Rồi mình sẽ tiếp tục nè. Ok. Để xem một vài cổ phiếu. SHS hiện tại vẫn chưa nha, mình mới nói rồi. Ok, đó là nhóm chứng khoán. Nhóm tiếp theo là nhóm bất động sản nè. Bất động sản thì hiện tại đích vẫn chưa tạo sự cân bằng, giảm quá trời. Được cái là ông này là trong quá trình giảm thì tạo ra khối lượng, thì không biết là ông này sẽ ngưng ở đâu. Quan trọng bây giờ đừng đoán các bạn ạ, hãy chờ cho nó hình thành một cái vùng cân bằng đã ha. Cái vùng cân bằng là hiện tại nãy giờ mình đang nói đó các bạn. Ông này vẫn chưa tạo vùng cân bằng nữa các bạn. Lúc trước là tạo nhưng mà sau đó là bị vỡ, cho nên cách tốt nhất các bạn giao dịch đó, hiện tại là ông này đang chạm lại cái vùng hỗ trợ là 8.97, tức là cái vùng dãy Bollinger Band nha. Sell. Hiện tại là ông này đang bị thủng đáy đó các bạn ạ, cho nên chưa quan tâm nha. Đây, trong nhóm bất động sản thì có những cổ phiếu này cũng chưa tạo nè. Khang Điền House, ok, đây là một trong những đại diện đã có một cái giai đoạn gọi là gì ạ, hình thành một cái vùng cân bằng. Chú ý những cổ phiếu này nha. Thật sự muốn mua những cổ phiếu như thế này các bạn ạ, các bạn hãy chờ cho nó có hành động là red lên nha. Đó, red lên ví dụ như là một cái phiên xác định là ông này vào hàng á, ít nhất là hiện tại ông này đang có những cái trạng thái là tay gom nè, rồi lực bán nó bị thuyên giảm dần ha. Cho nên á, chỉ cần cho những cái cổ phiếu mà nó đi trước á,
nó tạo thành một cái bật qua, bật tăng qua cái vùng giá khoảng 21 các bạn nha. Và chứng tỏ đây nó sẽ tạo thành một cái vùng swing, tức là vùng wash out các bạn ạ. Đó, thì lúc đó các bạn sẽ biết được là cái điều mà các bạn chặn lỗ ở đâu rồi ha. Thì trước mắt hiện tại cái đáy cũ là quanh là vùng giá khoảng 18.7 ha. Mua mới thì mình thấy hiện tại là chưa, hãy nên cho nó có một cái giai đoạn nén giá và nó bật tăng trở lại đi ha. Bình tĩnh. Nhưng mà đây chính là một trong những yếu tố tích cực của một trong những cổ phiếu của dòng bất động sản ha. Rồi, Hà Đô Group hiện tại nè, ông này cũng tạm thời ổn thôi nha, chứ chưa nói lên được điều gì, bởi vì hiện tại ông này còn và đang mấp mé và đang tạo thành một cái mẫu hình nén là nén lưỡng lự các bạn ạ. Cho nên mua mới hiện tại mình quan trọng là chưa mua, để xem ông này tạo đáy như thế nào ha, một vùng giá. Vinhome thì bắt đầu là ok, đang dần dần đi ngang này các bạn. Ok, những vùng giá như vậy được. Nó phải như vậy ông này chưa ha. Nam Long Group. Đây, Nam Long Group mọi người cũng nên chú ý cái mẫu hình mà mình có nói nha, mẫu hình cái nem này các bạn. Đó, ít nhất là ông này đang cố gắng đóng nén trên này rồi, đi ngang 3 4 phiên liên tục rồi các bạn nha. Đây, đây là những cổ phiếu nếu trường hợp mà các bạn có thật sự muốn, khi mà có khẩu vị mà dòng bất động sản nó có quay đầu tăng á, thì mình nghĩ nha, có thể là thứ nhất là mua những cái mẫu hình như vậy nó an toàn hơn nè. Thứ hai là nó cũng đã giảm mạnh rồi ha. Mà đặc biệt là ngó những đại ca như là Novaland nè, rồi Phát Đạt Group nè, Đích mà nó hết sàn, thì mình nghĩ là nên mua những cổ phiếu có mẫu hình đó. Đó, cho nó an toàn các bạn. Ông nào nữa ta? Ông IDG là bỏ củ chạy lấy người các bạn nha. Thua. Thật sự. Viết là ngày hôm nay là đang kéo nhưng mà gặp lại kháng cự là quanh vùng giá khoảng 55, cho nên nó sẽ có cái chuyện mà bị chốt lại chỗ này ha. Chỗ này không phải là cổ phiếu mua các bạn nha, nhưng mà nó cũng thể hiện to được một phần nào đó thôi. Khang Điền Hao, rồi. Nói chung là được có hai cổ phiếu là mình thấy là Khang Điền Hao với lại ông Novaland, xin lỗi mọi người, Nam Long Group. Rồi thép. Thép là Hòa Phát, hiện tại chúng ta có 3 phiên đi ngang ha các bạn nha. Hy vọng là vùng giá 12 nó sẽ là cái lực đỡ. Bên cạnh đó là cái giá thép cuộn nóng của bên Trung Quốc hiện tại các bạn ạ, nó đã giờ có dấu hiệu tăng giá trở lại nha. Hình như là 3.800 mấy chục tệ đó, nhân dân tệ trên 1 ton tấn đó bạn. Các bạn xem lại ha. Rồi. Thép à, Hoa Sen thì hiện tại là ngày hôm nay vẫn chưa tạo thành một cái mẫu hình đảo chiều các bạn nha, vẫn chưa phải là một vùng giá cân bằng, tiếp tục ngồi ngó thôi. Nam Kim cũng vậy nè các bạn, thì nhưng mà hy vọng là cái cánh chim đầu đàn là lúc này là Hòa Phát các bạn. Hòa Phát ngày hôm nay là mua ròng rất là mạnh nè. Nếu mà chúng ta nhìn lại là cái lực mua chủ động ngày hôm nay là khoảng 15 triệu cổ phiếu nha. Tức là nó đối ứng nè, 15 triệu cổ phiếu, còn tay ngày hôm nay mua ròng là gần như mua ròng 168 tỷ, mua ròng 168 tỷ, và cái khối lượng mua ròng của tay ngày hôm nay là mua ròng đâu đó là 13.800.000+ á. Rất lâu rồi cổ phiếu này được mua ròng trở lại các bạn ha. Đây nè các bạn nhìn nhận nè, từ ngày 1 đến ha, như vậy là trong hai phiên từ ngày 11 tháng 11 với ngày hôm nay là ông này mua ròng rất là mạnh nha. Chú ý, thì hy vọng đây sẽ là cũng là một cái góc nhìn của Thái Ngô dành cho mọi người, đặc biệt là dòng thép mà nó ổn định á, thì nó sẽ giữ được cái đà của thị trường ha, nó ổn, nó đỡ lắm các bạn. Dầu khí thua các bạn nha. Dầu khí hiện tại là chưa có gì để nói chứ á, toan à, thua. Bây giờ với gì á, sau này các bạn rút kinh nghiệm nha mọi người. Trường hợp mà cổ phiếu khi nó đi ngang mà nó thủng nè, thì các bạn phải chấp nhận, các bạn phải bán, đúng sai gì không biết. Khi nó thủng đấy là phải bán đó, bởi vì khi các bạn không bán thì thiên hạ sẽ bán rồi, đúng không ạ? Bán xong rồi sau đó khi nó tạo thành một cái vùng giá đi ngang, thậm chí nó quay trở lại nó mua thì các bạn mua lại cũng được, chứ không là toan. BVD này cũng vậy đó các bạn, ông này thủng đấy ở đây nè là bị bán này các bạn, thủng đấy 17.8 mà không bán là không được mọi người ạ. BVT cũng vậy thôi, hiện tại là chưa có yếu tố tạo hình nè. BVC cũng vậy, rồi BVB cũng vậy nè, chưa có một cái trạng thái nào đó ngừng đà rơi, nên là tiếp tục quan sát thôi các bạn. Bán lẻ MWG ngày hôm nay là cũng chưa có yếu tố gì ha. Để xem thử là trong những phiên tới ông này có thật sự là đóng nén rút chân kéo lên được vùng giá này hay không nha. Còn hiện tại là vẫn bị chịu tác động rơi. FRT là ngày hôm nay toan các bạn thấy không ạ? Là lúc mà Thái Ngô có nói với mọi người rất là rõ rồi, khi nào mà cổ phiếu nó bị gãy qua vùng giá 75 là phải bán, chứ không nó sẽ rất là dễ test trở lại vùng đáy. Ngày hôm nay nó test đáy rồi các bạn ạ, nó còn khoảng là 1.000, xin lỗi mọi người, nó còn khoảng là cách cái đáy cũ là quanh vùng giá khoảng 61-62 ha.
Masan ngày hôm nay thì cũng gặp được áp lực rồi, không phải là cái cổ phiếu chúng ta mua ha. DC World bị bắn ròng rồi chưa? À, xin lỗi mọi người, ngày hôm nay bị kẹp, không biết là ông này có liên quan câu chuyện gì hay không, nhưng mà ít nhất là những cổ phiếu này là xấu thật sự, phải chờ đợi thôi các bạn ạ. Watchlist nè, rồi bet tiếp tục rơi mọi người ạ, kinh khủng thật. Và những cổ phiếu này nó vẫn chưa tạo sự cân bằng nha, cho nên chưa mua ha. Quan trọng là chúng ta đi tìm sự cân bằng. KBC là có sự cân bằng nè, đó, ít nhất như ông này nè, ngừng rơi, bây giờ đáy gần nhất là 12.1 ha. Và bây giờ có khả năng là ông này ngày đó cái râu nến này quanh quanh vùng giá này khoảng là 13.6 14, cho nên là nó sẽ hình thành một cái vùng giá đi ngang ở trên này nè các bạn, và nó sẽ nén đó. Thì nếu các bạn có khẩu vị khi mà thị trường hồi phục thì các bạn nên chọn những ông này, các bạn giải ngân nó sẽ an toàn nha, bởi vì nó đã đi ngang mấy phiên rồi, là nó sẽ hấp thụ được cái lực bán chỗ này nè các bạn. Rồi sau đó chỉ cần mà một cái phiên bật tăng lên rất là mạnh vôn vào á, đánh theo đúng dòng tiền ha, là các bạn chấp nhận. Các bạn phải chờ đợi thôi ha, chờ đợi. Đó, còn sau đó các bạn có thể là chia ra chiến lược. Một là các bạn thăm dò ở cái vùng thấp của một cái biên hộp giá như vậy, ví dụ như là quanh vùng giá khoảng là 13.5, 13.6 chẳng hạn ha. Nếu mà trường hợp các bạn thăm dò đúng thì các bạn mới mua thêm nha. Còn cách tốt nhất là các bạn hãy chờ cho nó red cái đó các bạn mua. Ông này chưa tạo điều hình nha. ADC hiện tại cũng khá dở các bạn. Quá trời ha. Thật sự nó test trở lại vùng giá của hỗ trợ rồi mọi người. Đây, ngày hôm nay là thủng luôn vùng giá khoảng là 29.1 thôi các bạn ha. Trước mắt là cổ phiếu này không biết đi về đâu đây. Mà đối với những doanh nghiệp này làm ăn rất là bài bản các bạn ạ. Làm ăn rất là chuẩn chỉnh luôn á. Yếu tố cơ bản tốt nè ha. Cho nên còn cái chuyện mà khi nó thả như thế này rất là khó để chúng ta nhìn nhận lại bản chất vấn đề. Rồi, nếu trường hợp mà chúng ta sử dụng quy tắc này để mình xem nó sẽ test trả lời đâu. Xin lỗi mọi người, bỏ này đi. Chưa tạo sự cân bằng nha. GVR nằm sàn nha các bạn, cao su nè. Hy vọng là đây sẽ tạo thành những cái mẫu hình đảo chiều mình đang chờ các bạn ạ, đang chờ tín hiệu. Đó, mẫu hình nén búa ngược này, inverted hammer nè các bạn. Nhưng mà nó vẫn chưa phải là cái chúng ta mua. VGC cũng toan, chưa biết ông này sẽ tạo đáy đâu. SJC hiện tại đang đi ngang nha. Như vậy là trong cái nhóm mà bất động sản khu nghiệp á, có KBC và SJC nha. Nam Từ Liêm chưa. Ship thì bị bán điên cuồng rồi các bạn. Long Hậu Group là cũng bị thủng đáy ngày hôm nay nha, cho nên chưa luôn. Rồi, đầu tư công xây dựng này, C2 vẫn chưa tạo vùng cân bằng. Hút đoạn này nó đang có một cái điều gì đó các bạn ạ. Nhưng mà cũng chưa kỳ vọng. Ông này phải tạo thành một cái vùng giá đi ngang cái đã. Ít nhất là nó sẽ kéo trở lại vùng giá khoảng 13 ha, đóng nến đi ngang trong vùng giá này nè, lúc đó hãy tính đến câu chuyện mua. VCG cổ tốt ngày hôm nay là thủng đáy toan các bạn ạ. Mẹ ha. Như vậy là ông này cái hỗ trợ là quanh vùng giá khoảng 12.65. Trước mắt thì ông này thật sự mà nói ngày hôm nay vốn bán bị nằm sàn luôn. Quá khó. Vì vậy mà đợt trước mình nói với mọi người rồi, đây nè, cái vùng này là mình quan sát rất là kỹ và mình cũng rất là muốn mua, nhưng mà thôi mình chọn cái chiến thuật là ngồi ngoài cho chắc ăn, trừ khi nào ông này mà bật tăng lên mình mới dám mua. Chứ mua như vậy nhiều khi nó sẽ bị trả hàng lại, mình nói với mọi người rất là kỹ rồi. BC1 hiện tại vẫn chưa có đi ngang tích lũy các bạn nha, hãy chờ. Chưa có dấu hiệu gì cả. LCG cũng phải chờ, Hòa Bình cũng chờ. C4G ác chiến không ạ? C4G thì để xem là ông này có tạo thành một cái vùng giá đi ngang ở đây không ạ? Chưa biết, phải chờ các bạn. Kiên nhẫn chờ đợi cho mình nha, chờ. Quá, nhưng mà nếu nói về cái câu chuyện về đầu tư giá trị thì quá nhiều cổ phiếu nó test trở lại vùng giá hấp dẫn các bạn, quá nhiều. Ngày hôm nay là có ông Hưng Thịnh này, ông xanh nè. Đây, Hưng Thịnh các bạn lưu ý mò ra những cổ phiếu như vậy nè. Đó, ít nhất là ông này đang tăng lại so với thị trường. Chú ý cái nhóm đầu tư công xây dựng này nha. Đạt Phương cũng to nha các bạn. Đạt Phương dở à. Mặc dù đây là những cổ phiếu mà thật sự nó có cái câu chuyện về doanh nghiệp á, nhưng mà vô đầu tư chứng khoán Việt Nam là vậy đó các bạn. To lắm. L14 là ngày hôm nay tiếp tục nằm à, chưa có. Rồi CTD các bạn. Trong này thì có CTD phải không ta? CTD là trúng dự án rất là lớn, nhưng mà cuối cùng cũng không thể nào thoát ra khỏi vòng xoáy của việc bán các bạn ạ. Quá khủng, bởi vì cái nhóm xây dựng nè, nhóm đầu tư công hiện tại nó còn khá là lỏng lẻo. Quá nhiều, nói chung là không chỉ riêng nhóm này đâu mọi người. Thủy sản ASM vẫn chưa có một sự cân bằng nha, vẫn tiếp tục thủng, cho nên chờ. ANV cũng chờ các bạn. Ngày hôm nay được một cái là ANV có khớp lệnh tốt, để xem thử cái lực cầu ở đây nó như thế nào ha.
Chưa. CMX ADA cũng chưa luôn. VSC là hiện tại là tiếp tục là thủ những vùng này, nhưng mà nó nếu trường hợp mà cầm cự lâu dài như vậy cũng không phải là cách ha. Nó cũng sẽ là cái lực ấy. Minh Phú nè, báo tin khá là tốt nhưng mà vẫn dính chưởng các bạn ạ. Dệt May. Dệt May là Lý Mặt Sầu luôn các bạn ơi, quá khủng à. Chưa. Tuy nhiên là trong những phiên gần đây là liên tục tạo ra những cái thế nến là nến búa ngược hoặc là nến này các bạn ạ. Thì hy vọng là phải có một cái sự đảo chiều đâu đó quanh đây để xem, vẫn chờ. Chưa có sự cân bằng ha. Quá nhiều cổ phiếu là rất là những cái vùng định giá quá thấp rồi. Còn TCM thì ảo ma Canada này mọi người. Ảo tung chảo ha. Không quan sát ông này làm gì. Đạm Phú Mỹ chưa ha mọi người nha. Chưa có vùng cân bằng. Đạm Cà Mau là hôm trước là nhắc mọi người là bán những vùng giá này rồi. Và thậm chí là nói mọi người là không nên tham gia ha. Bởi vì cổ phiếu này là mang tính chất chu kỳ cho nên sợ lắm. Nhiều khi rơi vô mà cái đoạn mà nó giảm rất là mạnh thì nó sẽ test tuốt trở lại vùng giá này ha. Thôi không cầm ha. Bởi vì ông này tạo thành một cái mẫu hình tam giác và ông này đã thủng rồi, đừng mua ha. Đừng mua nha. Rồi. CSV chưa biết ngày về các bạn ạ, chưa có cân bằng. Chưa có cân bằng nha, có cân bằng đi rồi tính. Chưa cân bằng luôn. Đức Giang này mọi người, toan ha. Logistics BVT nói rồi, HAH hiện tại vẫn chưa có điểm cân bằng ha. Để xem thử ông này vùng này ở đâu. Thì có lẽ là ông này đang đậu lại cái đường trên line như thế này các bạn nha. Để xem thử là ông này có giữ vững được cái đường trên line này không. Tiếp tục chờ. SKG Super Đông Kiên Giang đúng mọi người. Ông này hiện tại chưa thủng đáy ha. Tiếp tục chờ thôi. Chưa có sự cân bằng giá, ít nhất giảm xong phải đi ngang tích lũy. Zimadep được một cây, bắt đầu là kéo trở lại ha. 6, chưa có sự cân bằng giá cho nên vô là rất là dễ dính đòn. Vật liệu xây dựng KSB các bạn, về lại những vùng giá quá thơm của ngày xưa này ha. Ví dụ như nến trước đó là một cái nến là rút chân, nhưng mà hôm sau là vẫn tạo là nến thấp rồi. Tạo hy vọng ông này phải làm sao á, tạo ra một sự cân bằng mới để xem thử những phiên sau nó có giữ được cân bằng hay không nha. VGC rồi, Phú Tài, Hà Tiên 1 hiện tại cũng chưa luôn các bạn ạ. Bị thủng rồi. Chờ. Xi măng Bỉm Sơn này hiện tại cũng toan ha. Hà Tiên lúc đó là giá biết bao nhiêu tiền các bạn. Bây giờ nó chia 3, chia 5, chia 7 rồi mọi người ạ. Chưa có sự cân bằng. Năng lượng điện này mọi người. Bao là hiện tại là ông này tăng xong bắt đầu là nó đánh quá ác chiến luôn các bạn. 1, 2, cây sau là gần như đối với những ai mua xong là đều bị lỗ ha. À, trước mắt là ông này là nếu nói về kịch bản á, là ông này đang có những trạng thái là đóng nến vượt qua đường EMA 17, EMA 20. Thì hy vọng là chỗ này đầu tiên khả năng là ông này sẽ đi ngang thời gian này cái đã các bạn ạ. Đó, và ông này đang nén tạo thành một mẫu hình như thế này ha. Nén trong lòng này chờ đợi thôi. Chờ đợi, nếu như trường hợp mà ông này không bị thủng đường trên line thì có khả năng là ông này sẽ bật tăng trở lại ha. Get. Hiện tại là trước mắt là ông này bị thủng đáy rồi ha. Chưa mua, chưa có sự cân bằng. NT2 là bắt đầu là ông này được một cái là ok, hình thành một cái vùng cân bằng. Đợi nha các bạn nha. Vùng cân bằng sau đó nó phải là sao? Nó đi ngang, nó siết chặt lại là ok. Ri hiện tại là ổn rồi các bạn. Hiện tại là ổn rồi, bắt đầu là đang cầm cự chỗ này ha. Đang cầm cự để xem ông này sẽ như thế nào đối với vùng giá này. Thì có lẽ là cái hỗ trợ gần nhất là 64-65. Đây, cổ phiếu phòng thủ đi các bạn, cũng to nha. Nói chung là các bạn phải chờ đợi sự cân bằng thôi các bạn. MIG hiện tại là đang cố gắng nén lại vùng giá này. Phải xem xét là vùng giá này hiện tại chưa thủng mà tiếp tục trạng thái là đóng giá lưỡng lự, xem xét. BVH hiện tại đang test trở lại đấy các bạn ạ. Bởi vì các bạn thấy mà cái sự phủ vàng lắm. Nếu nó tăng xong mà nó không vượt thì bắt đầu nó phải test trở lại ha. Thì quan sát là cái đáy khoảng 46, 47 này nó có bị thủng hay không. Không thủng đi ngang mới mua lại. Rồi, cơ bản như vậy mọi người ạ. Thật sự là Thái Ngô đã đi qua hết nhiều cổ phiếu rồi ha. Ok, các bạn có câu hỏi gì thì các bạn hãy để lại phần bình luận bên dưới nha. Và ai muốn vào group Zalo của Thái thì hãy nhắn tin gọi điện cho Thái. Và hãy nhớ bấm nút đăng ký, bấm qua chuông bên cạnh nha, để khi Thái Ngô làm video ra mọi người sẽ nhận được đầu tiên. Trước mắt thì thị trường hiện tại vẫn phải sự hành động bây giờ là chờ đợi các bạn nha. Chờ đợi, và một số cổ phiếu nó đã có hình thành vùng cân bằng. Hãy xem xét vùng cân bằng này có còn giữ được hay không nha. Và sau đó chúng ta mới enter lệnh sau. Đừng có nóng vội nha mọi người nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye bye.